핫 펜서 스튜디오. tập phim để chiếc máy giặt hư hỏng. Nói về bút chì xin chào các bạn. Hôm nay chị họa sĩ và mình sẽ vẽ lại tập phim chiếc máy giặt hư hỏng đó nha. Trong tập phim đó, máy giặt của gia đình nhà Bút bị hư mất rồi. Thế là anh Bút chì đã sáng chế và sửa chữa chiếc máy giặt, gây nên những tình huống dở khóc dở cười. Nếu các bạn chưa biết về tập phim này thì sau khi xem chị họa sĩ vẽ, các bạn có thể tìm xem lại tập phim trên kênh Hai Pencil Studio nha. Chiếc máy giặt sẽ là nhân vật chính trong bức tranh ngày hôm nay. Đầu tiên, mình sẽ vẽ chiếc máy giặt giống như là khối hộp hình vuông. Trên máy giặt là một cái ống khói nghi ngút. Mặt trước, mình vẽ những họa tiết dựa theo những chi tiết thực sự của máy giặt nha. Hết công suất, làm tràn nước xuống nền nhà luôn đó các bạn. Tiếp đó ta sẽ vẽ một cái ống dẫn với những đường sọc nối với một cái máy kế bên. Chị họa sĩ vẽ thêm hai cái đồng hồ để tính toán thời gian và công suất. Đến chi tiết quan trọng nhất, ta vẽ một cái máy sấy đang hoạt động. Trên đầu máy, chị họa sĩ vẽ một chiếc ống thoát nước. Bên trong là chiếc áo hoa. Trang trí cho chiếc máy, chị họa sĩ vẽ thêm hoa và một cây cọ đó. Thì mình sẽ vẽ đến gia đình nhà Bút nha. Ta sẽ vẽ anh Đỏ trước tiên. Khuôn mặt anh Đỏ có vẻ bối rối khi thấy chiếc máy giặt đồ sộ này. Đầy bọt xà phòng. Tiếp theo mình sẽ vẽ là anh Xanh. Anh Xanh có
vẻ thích thú với chiếc máy giặt này luôn đó. Anh Xanh cười tít mắt luôn kìa. Trên đầu buộc một cái khăn, khuôn mặt ra vẻ đắc chí với chiếc máy của mình. Nước thì
mình sẽ vẽ màu xanh. Chiếc ống dẫn mình tô màu xám nha. Tiếp theo, mình sẽ tô màu xanh dương cho chiếc máy thứ hai nha. Các họa tiết trên máy các bạn có thể sử dụng màu sắc tự do luôn. Mình chọn màu đỏ để tô cho chiếc áo nè. Bây giờ thì mình sẽ tô đến các phần phụ. Quần chằn gối nữa. Bong bóng mình sẽ chọn màu xanh dương để tạo sự lấp lánh nha. Như vậy là đã xong rồi. Các bạn thấy bức tranh của mình có đẹp chưa? Các bạn muốn mình vẽ tiếp cái tập phim nào thì hãy comment bên dưới để tụi mình đọc được nha. Và đừng quên hãy like và subscribe kênh Hai Pencil Studio để đón nhận nhiều tập phim mới của tụi mình nè. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.